Hello anh em, xin chào tất cả anh em quay trở lại với video của mình. Hôm nay mình tiếp tục chiến đấu trên con game bài đổi thưởng em ạ. Hôm nay sẽ review cho anh em một vài cái công thức chơi tài xỉu nhá. Rồi ok. Để mà chơi tài xỉu nó ăn chắc mặc bền và tỷ lệ thắng cao á thì anh em cần thứ nhất là cần có một cái con game nó thật là xanh chín nhá, và thứ hai anh em cần có một cách quản lý vốn. Đó, quản lý vốn ở đây tức là anh em chia nhỏ vốn ra chơi, và thứ ba anh em cần có một cách bắt cầu. Đó, bắt cầu ở đây thì anh em có thể bắt cầu thuận cầu nghịch tùy theo cái dạng cầu đang gặp. Ví dụ cái dạng cầu này này bắt thuận luôn được này, ok chưa? Mình sẽ vào thuận luôn 10 củ cho anh em xem nhá. Đó, mình thì nhiều khi chơi cũng khá là liều, ăn nhiều, nhưng mà liều ở trong các đoạn cầu đẹp thì liều, còn cầu xấu mình không liều đâu anh em ạ. Cầu xấu thì mình sẽ chia nhỏ vốn ra chơi. Tại vì mình thấy trước đó nó đi rất là ngắn rồi thì bây giờ cái tỷ lệ nó đi thuận sẽ cực kỳ là cao. Đó, đây là một cái mẹo bắt cầu thuận anh em nhé. Ok chưa? Để xem tay đầu tiên của mình liệu có thành công được hay không. Anh em cùng chờ kết quả là sẽ rõ ngay này. Ổn áp chưa anh em? Nặn hai con xí ngầu là thấy win ngay rồi. Ok chưa? Đơn giản phải không ạ? Không có gì là khó cả. Đó, đối với cái cầu này thì tạm thời cứ cầu thuận mà phệt thôi anh em. Đó, tay này thì cũng có khả năng nó đi cầu 3-2-1 này. Nên là mình sẽ bắt thuận tiếp nhưng mà sẽ vào giảm dần nhá, vào 4 m thôi. Hôm nay vốn 20 m, kiếm lấy khoảng tầm độ chục trên chục mét là nghỉ anh em ạ. Để xem liệu có thành công được không. Nói chung là tay đầu tiên làm chục mét rồi, tay sau thì cố gắng kiếm lấy khoảng tầm độ dăm củ nữa, hoặc là cầu đẹp thì có thể lấy x2 nhá. Cầu đẹp thì có thể lấy x2 vốn anh em ạ, để xem tình hình thế nào. Liệu thành công được tay này nữa hay không đây. Quả này mà không ăn được nhá, sẽ đảo, mình sẽ đảo luôn sang sang bắt cầu 1-1. Đó, giả sử như mà tay này không ăn được ấy. Vẫn ăn bình thường anh em ạ. Cầu vẫn đi thuận này, anh em thấy không? Vào phát là kết ngay quả cầu thuận rồi. Vào phát là kết luôn rồi anh em ạ. Quá là ok đấy. Rồi cầu này tạm thời cứ thuận mà phệt thôi. Tay này làm 3 mét nhá. Tránh cầu 33 thì tay này mình sẽ vào 3 mét thôi. Ok. Những cái dạng cầu này anh em ạ. Những cái dạng cầu này thì tạm thời là cứ chiến quả cầu thuận là hợp lý hơn. Đó, hoặc là anh em có thể bắt theo xu hướng của nó. Tức là xu hướng nó đang đi 33 thì anh em có thể là bắt theo cái xu hướng 33. Rồi xem tay này liệu có thành công được nữa không đây. Vẫn ăn anh em ơi. À, công nhận là cầu đi bệt ác thật đấy. Vẫn hút bình thường anh em ạ. Chuẩn chỉ nhờ. Quá nét luôn. Rồi ok nhá. Cầu này thì tạm thời cứ chiến quả cầu thuận đã. Tính sau anh em ạ. Tay vừa rồi 3 mét. Tay này đều đều 2 mét thôi nhá. Đấy là này cứ bắt giảm xuống đi, bởi vì cầu thường thường là nó cầu thường thường là nó hay có cái dạng là đi thuận sau đó là nó sẽ bẻ luôn anh em ạ. Rồi để xem tình hình thế nào. Đủ vẫn ăn này. Ngon chưa anh em? Quá ngon nhờ. Sự là quá là ok rồi anh em ạ. Cầu này mình thấy là đi thuận khá là đẹp và bây giờ vẫn tiếp tục thuận tiếp. Cứ đều đều 2 củ nhá, tính sau. Đó, tránh tình trạng nó gãy thì cứ bắt đều thôi, không có tham nữa.
Ok chưa? Đó, than thì dễ toang đấy anh em ạ. Rồi, chờ kết quả xem thế nào. Liệu có thành công được tay nữa hay không? Tay này ăn là có thể là nghỉ đẹp rồi đấy nhỉ. X2 vốn là nghỉ hợp lý rồi. Chơi là phải có điểm dừng anh em ạ. Chơi mà không có điểm dừng thì tiền núi cũng sẽ hết. Ok nhá, cứ đều đều xem thế nào đã. Vẫn ăn anh em ơi. Mẹ vào phát là ăn thông luôn anh em, chưa xịt phát nào cả. Triển khai tiếp, riêng cầu này tiếp tục triển khai cái quả cầu cầu ấy này. Tiếp tục triển khai quả cầu thuận này. Rồi cứ đều đều 2 mét thôi anh em. Đều như vậy đã tính sau anh em ạ. Ok nhá. Dạ cầu này thì cũng đơn giản thôi anh ạ, dễ. Khá là dễ đấy, không có gì là khó cả. Rồi, cùng chờ kết quả thôi anh em, bám cho đến khi nào nó gãy cầu thì thôi, riêng những cái dạng cầu như này. Bám cho đến khi nào nó gãy thì thôi anh em ạ. Đủ gãy mé rồi. Định tham lấy một tay nữa không thành công rồi anh em ạ. Chúng là cuối cùng thì cũng đã gãy rồi. Rồi không sao cả. Cầu này bây giờ ở tạm thời cứ làm 2 mét tiếp cho làm nhá. Nếu mà tay không ăn được thì là quay sang bắt nghịch là hợp lý hơn đấy. Tạm thời cứ như vậy đã, tính sau. Ok, cũng chưa kết quả thôi. Mà quả này mà không ăn được thì có thể nghỉ luôn anh em ạ. Nếu không ăn được tay này thì nghỉ luôn, không tham nữa. Ok chưa? Rồi, cuối cùng là vẫn chỉ là X2 vốn là đẹp rồi anh em ạ. Nghỉ nhá. Ok luôn, anh em thấy video hay ủng hộ mình bằng một like, một follow nhá. Xin cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.